Thảo Phi xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2023 sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Israel công bố video hiện trường bệnh viện Gaza sau khi bị tấn công nhằm chứng minh họ không liên quan tới thảm kịch khiến hàng trăm người chết. Rocket của tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine PIG đã gặp tai nạn sau khi phóng và rơi xuống bệnh viện Al-Ali ở thành phố Gaza. Bộ Quốc phòng Israel cho biết hôm nay khi đăng video so sánh khu vực bệnh viện trước và sau vụ tập kích được cho khiến ít nhất 500 người thiệt mạng vào đêm 17 tháng 10. Video gồm ảnh chụp từ cảm biến hồng ngoại trên máy bay trinh sát Israel kết hợp với hình ảnh do nhân chứng dưới mặt đất ghi lại khi xảy ra vụ nổ. Video cho thấy các hình ảnh tại bãi đậu xe trong sân bệnh viện nơi vụ nổ xảy ra và gây thương vong lớn. Các hình ảnh cho thấy một ngọn lửa lớn bùng lên tại bãi đậu xe nhưng không có miệng hố nào trên mặt đất. Hình ảnh do UAV trinh sát quay cũng cho thấy mảnh vỡ lớn nằm trên tòa nhà có mái ngói cạnh hiện trường. Mái ngói công trình gần đó bị thủng nhưng không hư hại. Quân đội Israel cho rằng một tòa nhà bệnh viện và các công trình xung quanh không bị hư hại kết cấu. Hiện trường cũng không có hố sâu, cho thấy đây không phải đòn không kích do Tel Aviv tiến hành. Các loại bom, tên lửa mà không quân Israel sử dụng để không kích dải Gaza đều để lại hố lớn trên mặt đất khi kích nổ. Kết quả điều tra xác nhận hỏa lực của Israel không nhằm vào bệnh viện. Những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy phần lớn thiệt hại bắt nguồn từ thuốc phóng của rocket bị bắt lửa sau khi rơi xuống đất, không chỉ do đầu nổ của quả đạn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel Daniel Hagari cho hay. Ông Hagari thêm rằng khoảng 450 rocket của Hamas và các nhóm vũ trang đồng minh đã bị hụt tầm sau khi khai hỏa và rơi xuống dải Gaza trong 11 ngày xung đột. Tin báo Israel cũng chặn thu được liên lạc của những kẻ khủng bố, trong đó đề cập vấn đề rocket gặp trục trặc và rơi xuống sân bệnh viện, quan chức Israel nói. Hình ảnh được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Al Jazeera tối 17 tháng 10 dường như cũng góp phần củng cố tuyên bố của quân đội Israel. Trong video, một rocket được phóng lên bầu trời nhưng dường như gặp trục trặc, vỡ làm nhiều phần và rơi xuống sân bệnh viện bên dưới, tạo ra tiếng nổ lớn và đám cháy khổng lồ. Khoảng 10 phút trước đó, PIG tuyên bố trên mạng xã hội rằng nhóm này đã khai hỏa rocket R-160 nhắm vào lãnh thổ Israel. Rocket R-160 mang theo đầu đạn nổ nặng khoảng 150 kg, chứa lượng lớn thuốc phóng để đạt tầm bắn 160 km. Đây là một trong những loại rocket lớn nhất mà các nhóm vũ trang ở dải Gaza sở hữu. Giới chức Israel cũng cáo buộc Hamas phóng đại con số thương vong trong vụ nổ nhằm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, khẳng định tổ chức này không thể nhanh chóng xác định số người chết, bị thương và công bố nguyên nhân vụ nổ ngay lập tức như vậy. Hamas và PIJ chưa bình luận về thông tin trên. Hamas ban đầu nói rằng 200 đến 300 người thiệt mạng trong vụ nổ, nhưng sau đó tuyên bố ít nhất 500 người đã chết, đồng thời cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh khi ném bom vào bệnh viện. Al-Ali là một trong 20 bệnh viện nằm trong khu vực quân đội Israel yêu cầu toàn bộ dân thường phải sơ tán để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ. Nhiều gia đình không muốn sơ tán đã tìm tới các bệnh viện, tin rằng họ sẽ an toàn trước các cuộc không kích. Richard Sewell, người phụ trách Đại học St. George's ở Jerusalem, cho hay khoảng 1.000 người tị nạn đã ẩn náu ở sân bệnh viện Al-Ali trước khi vụ nổ xảy ra. Quân đội Israel thông báo thành lập vùng nhân đạo ở tây nam dải Gaza để làm nơi cung cấp viện trợ quốc tế cho khu vực này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 18 tháng 10 cho biết, người dân Palestine nên đến vùng nhân đạo tại Al-Mawasi gần Khan Yunis, nơi cung cấp viện trợ quốc tế khi cần thiết. IDF cũng nhắc lại lời kêu gọi dân thường ở miền Bắc dải Gaza sơ tán về phía Nam trước giáng đòn mạnh mẽ vào khu vực. Vùng nhân đạo do IDF chỉ định là kết quả sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày giữa Israel, Mỹ, Ai Cập cùng nhiều quốc gia khác để tạo khu vực an toàn cho dân thường tại dải Gaza lánh nạn. Thông báo được đưa ra sau khi IDF cho biết họ sẵn sàng cho giai đoạn tấn công dải Gaza tiếp theo, song có thể không triển khai chiến dịch tiến công quy mô lớn trên bộ. IDF đang tập trung hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều xe tăng, thiết giáp, phương tiện chiến đấu và vũ khí hạng nặng gần dải Gaza. IDF ngày 18 tháng 10 thông báo hạ thêm 2 chỉ huy Hamas tại dải Gaza, bao gồm Muhammad Abdallah,
chỉ huy đơn vị hỏa tiễn chống tăng dẫn đường thuộc lữ đoàn Gaza và Akram Hichari, chỉ huy đơn vị tác chiến hàng hải. Hai UAV tự sát tiếp cận căn cứ Mỹ tại Iraq nhưng bị lực lượng phòng không bắn hạ trước khi kịp lao xuống mục tiêu. Hai quan chức của Mỹ giấu tên cho biết vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng nay tại sân bay quân sự Al-Asad ở miền trung Iraq, nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân. Hai máy bay không người lái UAV tự sát đều bị lực lượng phòng không bắn hạ gần căn cứ. Các quan chức từ chối nêu nhận định về nguồn gốc UAV và lực lượng triển khai chúng. Sự việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang tăng cường cảnh giác với những nhóm dân quân thân Iran tại Trung Đông giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang do xung đột Israel-Hamas. Bộ Quốc phòng của Mỹ chưa bình luận về thông tin. Al-Asad là một trong những căn cứ chủ chốt của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu, cũng là một trong hai mục tiêu từng bị Iran tập kích bằng tên lửa đạn đạo hồi năm 2020. Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 để lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, sau đó rút hoàn toàn lực lượng khỏi Iraq vào tháng 12 năm 2011 theo lệnh của Tổng thống Barack Obama, nhưng quay lại từ năm 2014 để chống IS theo đề nghị của Baghdad. Dù IS đã bị đánh bại, Mỹ vẫn duy trì hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn phiến quân trỗi dậy. Các cơ sở và lực lượng Mỹ tại Iraq từng nhiều lần bị tập kích bằng rocket những năm qua. Mỹ cáo buộc lực lượng dân quân thân Iran đứng sau các vụ tấn công này và nhiều lần không kích đáp trả. Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua đề xuất tài trợ cho sự phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa Ukraine từ năm 2024, trị giá 50 tỷ euro, tương đương 52,8 tỷ Mỹ kim, văn phòng báo chí của Quốc hội Ukraine thông báo vào ngày 17 tháng 10. Cuộc bỏ phiếu về việc thành lập cơ sở Ukraine với kết quả 512 phiếu ủng hộ, 45 phiếu chống và 63 phiếu trắng. Theo văn phòng báo chí, cơ sở Ukraine sẽ là một phần trong ngân sách dài hạn của EU, vốn đã cạn kiệt nghiêm trọng sau nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra kể từ năm 2021. Do đó, gói áp dụng chính thức sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong những tháng tới, cùng với việc sửa đổi ngân sách dài hạn của EU. Ủy ban châu Âu lần đầu tiên tiết lộ các đề xuất dành cho cơ sở Ukraine vào tháng 6 năm 2023, với mục đích tài trợ cho các khoản chi tiêu hiện tại và tái thiết khẩn cấp của Kyiv thông qua các khoản tài trợ, khoản vay ưu đãi và bảo lãnh. Đề xuất này được công bố trước Hội nghị Phục hồi Ukraine ngày 22 tháng 6 tại London, nơi các nhà tài trợ thảo luận về các cách hỗ trợ tái thiết Ukraine. Nó sẽ được tài trợ thông qua sự đóng góp của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và kéo dài trong giai đoạn 2024 đến 2027. Ủy ban châu Âu giải thích, chính phủ Ukraine được yêu cầu thực hiện các cải cách quan trọng trên lộ trình gia nhập EU để tiếp cận được sự hỗ trợ này. Ủy ban cho biết, nhấn mạnh cải cách hành chính công, quản trị, pháp quyền, chống tham nhũng và quản lý tài chính lành mạnh. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, trong một bước đi lịch sử trên con đường dài và khó khăn để trở thành thành viên EU. Không có mốc thời gian nào được ấn định cho quá trình gia nhập và có thể mất nhiều năm để hoàn thành. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Denis Mykhon tuyên bố chính phủ Ukraine đã thực hiện tất cả 7 bước được Ủy ban châu Âu khuyến nghị để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU. Vào ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng xem xét tất cả những cải cách mà Ukraine đã, đang và sẽ thực hiện. Quá trình này đang tiến triển với tốc độ tối đa. Ủy ban châu Âu đã cung cấp hơn 50 triệu euro cho Quỹ hỗ trợ năng lượng Ukraine, được thành lập để hỗ trợ hệ thống năng lượng Ukraine trong bối cảnh Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng. Điều này được Catherine Simpson, Ủy viên châu Âu công bố sau cuộc họp của Hội đồng Liên minh châu Âu về các vấn đề năng lượng, theo báo cáo của European Pravda. Nói về sự hỗ trợ của EU đối với Ukraine, bà nhớ lại cuộc gặp giữa các bộ trưởng châu Âu và đại diện Ukraine, Heman Haluchenko. Trong đó, bà bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine trước một mùa đông rất khó khăn nữa đối với người Ukraine. Ủy ban đã dành hơn 50 triệu euro cho Quỹ hỗ trợ năng lượng Ukraine và tôi cũng khuyến khích các quốc gia thành viên tiếp tục đóng góp của họ, bà Simpson nói. Bà nói thêm rằng,
Liên minh châu Âu sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng mùa đông này, tác động của bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine sẽ được giảm thiểu. Ủy ban châu Âu cùng với cộng đồng năng lượng EU đã thành lập quỹ hỗ trợ năng lượng Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào năm ngoái. EU tin rằng Ukraine có thể phải đối mặt với những đợt mất điện mới vào mùa đông này trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga, khiến hệ thống năng lượng của nước này dễ bị tổn thương hơn so với một năm trước. Bloomberg đưa tin hôm 17 tháng 10, trích dẫn các nguồn giấu tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét một yêu cầu bổ sung trị giá khoảng 100 tỷ Mỹ Kim, bao gồm viện trợ quốc phòng cho Ukraine và Israel. Khoản viện trợ này cũng sẽ bao gồm tài trợ cho an ninh biên giới và viện trợ cho các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan. Tổng thống Biden cam kết hỗ trợ Israel sau các cuộc tấn công chết người của Hamas hồi đầu tháng này. Mặc dù viện trợ cho Israel thường được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại viện trợ đáng kể cho Ukraine trong những tháng gần đây. Thông tin chi tiết về gói viện trợ được yêu cầu vẫn đang được hoàn thiện trong nguồn tin của Bloomberg. Ngoài ra, số tiền thương lượng sẽ chi trả cho toàn bộ năm tài chính. Yêu cầu trước đó của Tòa Bạch Ốc về việc viện trợ 24 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine chỉ có thời hạn 3 tháng. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer hôm nay tuyên bố rằng gói này sẽ bao gồm hỗ trợ quân sự, ngoại giao, tin báo và nhân đạo cho Israel, và ông dự kiến Tòa Bạch Ốc sẽ đưa ra yêu cầu vào cuối tuần này. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Châu Phi, Martin O'Donnell, nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA rằng Hoa Kỳ đã chuyển giao toàn bộ 31 xe tăng Abrams đã cam kết trước đó cho Ukraine. Theo O'Donnell, những người lính Ukraine được huấn luyện trên xe Abrams cùng quân đội Mỹ ở Đức cũng sẽ trở về Ukraine cùng với đạn dược và các bộ phận xe tăng dự phòng. Đài tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời quan chức quân sự Mỹ cho biết, chúng tôi đã thực hiện đúng thỏa thuận. Từ thời điểm này trở đi, Ukraine sẽ quyết định khi nào và ở đâu họ sẽ sử dụng những nguồn lực này. Tôi nghĩ Ukraine sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm và địa điểm họ sử dụng nó. Xe tăng Abrams là một phương tiện bọc thép tuyệt vời, nhưng nó không phải là viên đạn bạc. Cuối cùng, quyết tâm vượt qua của Ukraine mới là điều quan trọng nhất. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận rằng những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất đã đến Ukraine. Ông không nêu rõ số lượng xe đã được giao trong đợt đầu tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố quyết định gửi 31 xe tăng M1 Abrams tới Ukraine hồi tháng 1, đúng lúc các đối tác phương Tây khác cam kết sẽ sở hữu loại xe bọc thép tiên tiến như xe tăng Leopard 2 hay Challenger 2. Những chiếc xe tăng này có khả năng cơ động và hỏa lực cao hơn xe tăng chiến đấu của Liên Xô, dự kiến sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Tin tức về cuộc tập trận chung trên không đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 được hé lộ giữa lúc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sắp đến Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Yonhap ngày 18 tháng 10 dẫn một nguồn tin cho biết Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận chung trên không đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên vào cuối tuần này, trong bối cảnh ba nước tăng cường hợp tác an ninh chống lại những gì mà họ cho là mối đe dọa từ Bắc Hàn. Cuộc tập trận trên không ba bên dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 10 với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 mà Mỹ đang triển khai tại Hàn Quốc, cũng như máy bay chiến đấu của ba nước, theo nguồn tin. Báo Dongha Ilbo của Hàn Quốc cũng dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay ba nước có khả năng sẽ tiến hành một cuộc tập trận ngày 22 tháng 10 và đang điều phối các địa điểm. Oanh tạc cơ B-52 đã hạ cánh tại Hàn Quốc lần đầu tiên hôm 17 tháng 10 sau khi thực hiện chuyến bay hiếm thấy trong một triển lãm thương mại quốc phòng ở nước này, cũng như tham gia tập trận chung với các chiến đấu cơ tàn hình của Hàn Quốc. Mặc dù B-52 trước đây từng được triển khai tới bán đảo Triều Tiên để tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng không quân của Seoul, đây là lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hạ cánh tại một căn cứ không quân ở Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận hay bình luận sâu hơn về cuộc tập trận trên không Mỹ, Nhật, Hàn. Tuy nhiên, quan chức này cho biết Mỹ và hai đồng minh Đông Á đang mở rộng hoạt động tập trận quân sự chung ba bên dựa trên thỏa thuận của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở trại David hồi tháng 8.
Cuộc tập trận được xem là hành động mới nhất trong một loạt các động thái của ba nước nhằm tăng cường quan hệ vào thời điểm căng thẳng với Bắc Hàn gia tăng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến đến Bình Nhưỡng trong ngày 18 tháng 10 sau 2 ngày ở Trung Quốc. Chuyến đi Triều Tiên của ông Lavrov được xem là để chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại quốc gia này, theo Reuters. Ông Putin đang ở Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18 tháng 10. Quan hệ Nga-Triều đã được tăng cường trong thời gian qua. Một tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến vùng Viễn Đông Nga và gặp ông Putin tại đây. Ông Kim cũng đã ghé thăm nhiều cơ sở sản xuất quân sự của Nga trong chuyến đi kéo dài hơn một tuần. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ ngày hôm nay trên Đài Sài Gòn Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn Đài Sài Gòn Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.